132 câu hỏi tự vấn để đánh thức phiên bản xuất sắc nhất trong bạn. Xin chào bạn, rất vui được trở lại với phần 2 của video 132 câu hỏi tự vấn để đánh thức phiên bản xuất sắc nhất trong bạn. Nếu như bạn chưa kịp xem phần 1 của video này, hãy vui lòng xem phần 1 trước và rồi quay lại đây bạn nhé. Nếu như bạn đã sẵn sàng, chúng ta bắt đầu nào. Những câu hỏi chiêm nghiệm về quá khứ của bạn. Bài học cuộc đời khó khăn nhất mà tôi đã học được là gì? Và bài học ấy đang giúp ích cho cuộc sống hiện tại của tôi như thế nào? Đâu là những ký ức đẹp đẽ của tôi? Tôi có những sự nuối tiếc gì về cuộc đời của mình tính tới thời điểm này? Điều khiến tôi thấy nuối tiếc nhất vì đã không làm là gì? Tôi đã bao giờ tự dối mình trong quá khứ hay chưa? Đâu là những niềm tin giới hạn của tôi? Có điều gì tôi muốn che giấu về quá khứ của mình hay không? Lần gần đây nhất tôi cảm thấy yêu đời là khi nào? Những câu hỏi tự vấn về tương lai. Đâu là những ước mơ tôi muốn đạt được trong cuộc đời của mình? Khi tôi 80 tuổi và nhìn lại cuộc đời mình đã sống, tôi sẽ trân trọng điều gì nhất? Khi tôi 80 tuổi và nhìn lại cuộc đời mình, liệu tôi sẽ có điều gì hối tiếc hay không? Tôi muốn được tới thăm và khám phá những nơi như thế nào? Tôi có thể buông bỏ điều gì để cải thiện cuộc sống của mình lúc này? Tôi sẵn sàng mạo hiểm điều gì để cải thiện cuộc sống của mình? Cuộc sống lý tưởng trong mắt tôi là một cuộc sống như thế nào? Những năm tháng phía trước của tôi sẽ ra sao? Tôi sẽ cảm thấy như thế nào nếu mọi ước mơ của tôi đều đã đạt thành? Tôi có thể làm gì để trở nên xuất sắc hơn nữa trong công việc của mình? Tôi muốn được biết đến, nhớ đến vì điều gì? Điều quan trọng nhất mà tôi muốn đạt được trong cuộc đời mình là gì? Tôi lo sợ điều gì? Đâu là nhân tố quan trọng nhất quyết định hạnh phúc của tôi? Cuộc sống của tôi có thể trở nên tốt đẹp hơn như thế nào? Tôi có thể trở thành phiên bản chân thực và xuất sắc nhất của chính mình như thế nào? Những câu hỏi chiêm nghiệm về mối quan hệ. Mối quan hệ tuyệt vời đối với tôi là một mối quan hệ như thế nào? Tôi muốn dành thời gian chất lượng với mọi người như thế nào? Ai là những hình mẫu lý tưởng của tôi? Tôi mong muốn mang lại điều gì cho cuộc sống của những người quanh tôi? Tôi kết nối với mọi người như thế nào? Lần gần đây nhất tôi làm một điều tử tế cho một ai đó là khi nào? Tôi thường phán xét mọi người về điều gì? Việc làm yêu thích của tôi với những người bạn là gì?
Việc làm yêu thích của tôi với những người thân trong gia đình là gì? Tôi tìm kiếm điều gì ở một người bạn? Tôi tìm kiếm điều gì ở một người bạn đời? Tôi có thể mang lại những giá trị gì cho một tình bạn? Tôi có thể mang lại điều gì cho một mối quan hệ? Tôi có phải là một người lắng nghe tốt? Làm thế nào để tôi có thể cải thiện những mối quan hệ của tôi ngay lúc này? Đâu là những điều tôi có thể trao tặng cho bạn bè của tôi? Tôi có thể dành hàng giờ để nói chuyện với một người bạn về chủ đề gì? Những câu hỏi chiêm nghiệm về giá trị của bạn. Đâu là những điều quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi? Tôi tìm kiếm điều gì ở những người quanh tôi? Đâu là giá trị cốt lõi mà tôi coi trọng trong cuộc sống của mình? Tôi đối diện với nỗi sợ như thế nào? Tôi biết ơn những điều gì trong cuộc sống của mình lúc này? Tôi có phải là người dễ dàng tha thứ? Tôi chấp nhận chính mình hay tôi luôn tìm kiếm sự ghi nhận từ người khác? Tôi có đang đặt ra những ranh giới với những mối quan hệ xung quanh và sẵn sàng nói không khi cần thiết? Tôi có trân trọng những điều nhỏ bé thường ngày mà đóng góp cho sự phát triển con người tôi? Những câu hỏi chiêm nghiệm về thế giới quan của bạn. Tôi là người nhìn thấy chiếc cốc đầy một nửa hay vơi một nửa? Việc mang lại thay đổi trên diện rộng quan trọng hơn hay việc giúp đỡ một người quan trọng hơn với tôi? Tôi sẵn sàng làm hơn cả kỳ vọng để mang đến niềm vui cho người khác như thế nào? Đâu là những điều cần thay đổi trên thế giới này, theo quan điểm của tôi? Thế giới này đang cần hơn điều gì? Tầm nhìn của tôi về một thế giới hạnh phúc là như thế nào? Tôi muốn để lại một thế giới như thế nào cho các thế hệ tiếp theo? Những câu hỏi chiêm nghiệm về thành công và động lực. Tôi đã từng cảm thấy thất bại khi nào? Tôi đã từng cảm thấy thành công khi nào? Đâu là những kỹ năng xuất sắc nhất của tôi? Tôi muốn đạt được điều gì trong cuộc đời của mình? Tôi là một người đi theo hay là một người lãnh đạo? Tôi có thể đánh thức được những tiềm năng trong tôi để sống một cuộc đời đủ đầy hơn như thế nào? Tôi đã chạm tới những tiềm năng lớn lao thực sự của mình hay chưa? Tôi có những sự thấy biết gì để chia sẻ với người khác? Khi bị chỉ trích, tôi đối diện như thế nào? Nếu biết chắc chắn mình sẽ không thất bại, tôi sẽ theo đuổi ước mơ gì? Việc đi sâu khám phá chính mình để phát triển bản thân có tầm quan trọng như thế nào với tôi? Nếu tôi có thể lựa chọn giữa giàu có và hạnh phúc, tôi sẽ chọn thứ nào?
tôi có đang mỗi ngày kiến tạo nên một cuộc đời đầy ắp sự hào hứng và giá trị cho mình? Nếu hôm nay là ngày cuối cùng tôi được sống, tôi sẽ làm gì ngay khoảnh khắc này? Bạn thân mến, vừa rồi là những câu hỏi để khám phá chính mình và từng bước kiến tạo một đời sống hạnh phúc, ý nghĩa. Tôi thành thực cho rằng bạn nên dành thời gian mỗi ngày để thực hành tự vấn, tự chiêm nghiệm với những câu hỏi đó. Có thể là mỗi ngày chỉ một hoặc một vài câu hỏi thôi, nhưng bạn sẽ đi sâu và chân thật với chính mình để viết ra những câu trả lời từ sâu thẳm bên trong bạn. Và bạn sẽ khám phá ra biết bao điều mới mẻ về chính mình và nhận ra đâu là những điều thực sự có ý nghĩa nhất với bạn. Bên cạnh những câu hỏi tự vấn, nếu như bạn mong muốn đi sâu hơn trong hành trình tự khai mở chính mình, thấu hiểu và khám phá bản thân, đồng thời có được những phương pháp để tạo ra những sự thay đổi bạn mong muốn về sự nghiệp, về cuộc sống hay về những mối quan hệ quanh bạn, tôi tin rằng khóa học Sống Khai Vấn, Sống Tỉnh Thức sẽ rất phù hợp cho bạn ngay lúc này. Tại đây chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu khám phá sức mạnh của những câu hỏi và đồng thời tìm hiểu những công cụ để giúp bạn thay đổi tư duy và chuyển hóa cuộc sống. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết tại đường link ở phía dưới video này và hãy đăng ký tham gia ngay nếu như bạn cảm thấy cần thiết nhé. Biết ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe. Hy vọng rằng những câu hỏi tôi chia sẻ với bạn trong video này sẽ là điểm khởi đầu cho một hành trình của những thay đổi và chuyển hóa tích cực, đẹp đẽ trong cuộc sống của bạn. Chúc bạn một ngày an vui và hãy nhớ rằng thế giới này cần bạn và những giá trị chỉ bạn mới có thể tạo ra. Tôi là Ruby Nguyễn and I love you. Nếu bạn thấy nội dung này có giá trị, hãy nhấn nút chia sẻ hoặc gửi cho những người mà bạn biết đang cần nghe nhé. Rất có thể một ai đó sẽ trở nên tuyệt vời hơn nhờ vào sự chia sẻ hào phóng của bạn. Cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ một video mới nào. Ngoài ra, hãy để lại một vài dòng trong phần bình luận để chúng ta có thể kết nối sâu thêm bạn nhé. Cảm ơn bạn vì đã ở đây.